Thúy Diễm gây ức chế nhất trạm cứu hộ trái tim, khán giả tuyên bố bỏ phim. Nhân vật tiểu thư Mỹ Đình của Thúy Diễm trở thành vai diễn vô duyên, bốc đồng khiến khán giả tức giận sau tập 31 của Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim bị đánh giá là sản phẩm kém chất lượng của hãng phim VFC thời gian gần đây vì cách xây dựng nhân vật thiếu hợp lý, kịch bản dài dòng, nhiều tình tiết gây ức chế. Trong đó, nhân vật Mỹ Đình do Thúy Diễm thủ vai càng diễn càng khiến người xem khó chịu. Trong tập 31, nữ chính Ngân Hà, Hồng Diễm đã tìm được nhân chứng để kiện chồng của Nghĩa, quan sự, ra tòa. Phía Nghĩa và An Nhiên cũng lên kế hoạch tìm nhân chứng giả để chống lại Ngân Hà. Tuy nhiên, Mỹ Đình đã có hành động dại dột khi bắt cóc bé Gôn, chụp ảnh đe dọa Nghĩa phải nhận thua cuộc. Sau đó, các nhân vật hoảng loạn đi tìm bé Gôn. Đáng nói, trong lúc này Mỹ Đình vẫn không nhận ra hành động của mình là sai lầm. Cô thách thức An Nhiên rằng, cô có biết mẹ tôi là ai không? Khi về đến nhà, Ngân Hà trách móc Mỹ Đình vì thiếu khôn ngoan, đại ngu xuẩn. Lúc này, Mỹ Đình lại mang tình cảm ra để trách ngược lại Ngân Hà vì không biết trân trọng tình bạn của cô. Thậm chí, Mỹ Đình còn có những phát ngôn ngây ngô, thiếu hiểu biết hơn cả Ngân Hà trong những tập trước. Với hành động bồng bột của mình, Mỹ Đình đã thay thế Ngân Hà, trở thành nhân vật gây ức chế nhất phim khi tự trao lợi thế vào tay kẻ thù, khiến những cố gắng của Ngân Hà đổ bể. Trong phần giới thiệu tập 32, Ngân Hà đã phải rút đơn kiện Nghĩa, vì Nghĩa dọa sẽ tố cáo Mỹ Đình tội bắt cóc trẻ em. Chính thức bỏ phim, diễn viên chính thì ngớ ngẩn, phụ thì ngáo ngơ lanh chanh, cảm giác cố ý vẽ ra để kéo dài phim và khiến khán giả phải mệt mỏi chạy theo, thực sự rất kém hấp dẫn. Hai tuần nay bỏ phim vì thấy mất thời gian quá, một tập chỉ cần gói gọn trong review là đủ. Nhà đài nên xem thống kê rating để dành thời lượng cho các bộ phim và chương trình xứng đáng hơn. Nhân vật Mỹ Đình đã làm bộ phim lãng nhách, tới cảnh có Mỹ Đình là không muốn xem. Thêm tình tiết tào lao này không hiểu đạo diễn nghĩ gì, chả có đứa nào mà lại nông cạn đi làm cái việc đưa một đứa trẻ con đi như thế cả. Khán giả phản ứng kịch liệt trước tình tiết Mỹ Đình bắt cóc bé Gôn. Trước đó, nữ diễn viên Thúy Diễm cũng khiến khán giả khó chịu với giọng thoại khó nghe. Mỹ Đình cũng bị chê có nhiều hành động kém duyên khi xen vào tình cảm của bạn thân khác giới. Sau tập 31, nhiều khán giả yêu cầu VTV cắt phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim để dành thời gian cho phim khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.